Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 24 tháng 12 năm 2020. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến mới rất nhiều những dòng hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Cái cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Và cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, hôm nay em vừa cập bến một cái lô hoàng nhạn tháng 4, hàng tuyển chọn, những cây đều tăm tắp rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Nói chung là cây từ cây cỡ kích cỡ là cây to trở lên chứ không có cây nhỏ lưu diêu như mọi khi cô chú anh chị nhá. Lô hàng về rất là đẹp luôn. Đó. Hàng rừng mùa này thì cũng không thể nào tránh khỏi là ví dụ như có một số lá có thể nó bị hơi vàng chân một tí, đó là không tránh khỏi vì cô chú anh chị sẽ cắt tỉa bớt. Lô hàng về cây rất là đều và rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 450.000 cho 1 kg. Đây là hàng chọn của bên em cô chú anh chị nhé. Và bên này là dáng hương bạch nhạn với giá là 150.000 cho 1 kg. Cho cô chú anh chị nào yêu thích dòng hoa màu trắng với cái hương thơm ngọt ngào quyến rũ ạ. Dáng hương bạch nhạn nhé cô chú anh chị, 150.000 cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy giúp em một bó như vậy này. Một bó như vậy cũng rơi vào khoảng tầm 8 cho đến 10 đầu ngọn rồi. Đó, 8 cho đến 10 đầu ngọn thì em bán với giá là 40.000 cho một bó, đủ cô chú anh chị ghép một giò đẹp luôn nhé. Và bên này thì hôm nay em vừa cập bến mới cái lô hoàng lạp ạ. Cực xinh luôn này, xanh mướt, hàng nhiều lá quá đẹp luôn. 120.000 cho 1 kg hoàng thảo hoàng lạp. Và dòng trầm tím ạ, trầm tím hàng rừng cô chú anh chị nhé. Dòng hoa cực thơm, dễ thuần, dễ chăm ạ. Hàng trầm rừng với giá là 850.000 cho 1 kg. Hàng trầm rừng này bên em cũng đã tuyển chọn. Tuy nhiên nó là hàng rừng nên cũng sẽ có một số cây, ví dụ như nó hoa nó thân hoa nó dài quá, có thể là bị gãy đầu ngọn một xíu của chính chị nhá. Chuyện đấy thì không thể tránh khỏi. Tuy nhiên khi mà em đóng nhận đơn của cô chú anh chị và đóng gói thì em sẽ cố gắng là chọn cho cô chú anh chị những cái hàng mà đẹp nhất ạ. 850.000 cho 1 kg hàng trầm rừng. Và bên này đây là dòng lan ý thảo 3 màu, rất là giống với cả hoàng thảo kèn luôn. Mà dòng này thì chắc chắn là khi sổ hoa sẽ ra 3 màu cực đẹp ạ. 160.000 cho 1 kg dòng lan ý thảo 3 màu. Hôm nay em vừa cập bến mới lô long tu xuân, thân mập nù ú ụ luôn cô chú anh chị này, rất là đẹp. Đây, cô chú anh chị nhìn cái mắt nụ của nó đều tăm tắp, sai rất là sai luôn ạ. Long tu xuân hàng hôm nay về này, có những thân to đùng như thế này cô chú anh chị ạ. Với giá em bán là 220.000 cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị nếu như muốn lấy hàng ngắn để làm giống được nhiều hơn, cô chú anh chị mình lấy giúp em cái hàng ngắn này này, nhưng thân cũng rất là nù, mập đẹp, với giá là chỉ 200.000 thôi. Còn hàng bên này thì dài đều đẹp hơn, xin phép em bán với giá là 220.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và bên này đây là dòng lan ý ngọc. Ý ngọc mùa này thì cũng đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi, hàng thân rụng hết lá nên rất là lợi cân, mà mua thì đảm bảo chuẩn giống, được ngắm hoa một mùa trọn vẹn cũng như là chăm mầm từ những cái khi bắt đầu nó trồi lên cô chú anh chị nhá. 160.000 cho 1 kg ý ngọc thôi. Bên này là dáng hương đuôi chồn này, dòng hoa rất là sai hoa và bền hoa, dễ thuần dễ chăm, đuôi chồn 160.000 cho 1 kg. Dáng hương đuôi chồn mùa này thì cũng có phần hơi tóp lá và phần rễ của nó có phần khô cô chú anh chị nhé. Bởi vì cái mùa này là mùa khá là hanh khô ạ. Em bán xin nhắc lại 160.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị, sẽ được rất là nhiều dáng hương đuôi chồn để sưu tầm. Và bên này là em có dòng hoàng thảo vẩy rồng ạ. Vẩy rồng cô chú anh chị nhé, vẩy rồng là dòng lan mà có sức sống rất là mãnh liệt. Khi mà sổ hoa thì sẽ với những cái chùm hoa màu vàng rất là tuyệt vời. Với giá em bán 120.000 cho 1 kg. Và bên này là lô đùi gà của vùng Cao Bằng này cô chú anh chị này, xanh mướt mắt luôn. Gà của vùng Cao Bằng, nếu như cô chú anh chị nào mà đã được từng ngắm một lần, em nghĩ chắc chắn rằng là không ai có thể nào mà chê được và cưỡng lại được trước cái vẻ đẹp cực kỳ là quyến rũ tuyệt vời của dòng gà của vùng Cao Bằng. Được nhiều cô chú anh chị đánh giá là một vùng miền có mặt hoa đẹp,
rất là đẹp, mắt nhung, thân thì gần giống gà dẹt. Tuy nhiên khi mà sổ hoa là mắt hoa, hoa mắt nhung đen, bông hoa cực kỳ là rực rỡ nhé. Gà của vùng Cao Bằng xanh mướt luôn, với giá 200.000 cho 1 kg ạ. Còn bên này là gà vùng Tây Bắc này. Gà vùng Tây Bắc cũng là một cái vùng miền. Hàng lan, loại lan có mắt nhung đen đẹp nhé. Hiện tại một số cây đang bắt đầu sưng mắt nụ rồi. Em bán gà Tây Bắc với giá 180.000 cho 1 kg thôi. Và tiếp theo sang bên này đây là hoàng phi hạc ạ. Hàng hôm nay về là những dề vừa vừa tầm tầm rất là đẹp luôn. Thân rất là căng và khỏe đẹp. Hoàng phi hạc với giá 130.000 cho 1 kg hoàng phi hạc này. Và bên này là kiều vương mỡ gà của vùng Cao Bằng. Một số cây hiện tại đang bắt đầu sưng mắt nụ rồi. Gà kiều vuông bên em, Cao Bằng bên em ấy thì nó sẽ không như những vùng miền khác. Tức là cây của nó sẽ ngắn hơn chứ không dài to dài như những vùng miền khác. Nhưng mà đảm bảo cô chú anh chị khi ghép hoa của nó, những chùm hoa của nó không kém cạnh gì những vùng miền khác đâu ạ. Với giá em bán là 200.000 cho 1 kg kiều vuông mỡ gà của vùng Cao Bằng. Và bên này là em có bạch ngọc đuôi công. Một trong những dòng địa lan hoa nở Tết đẹp nhất trong tất cả các dòng địa lan. Cái lô bạch ngọc đuôi công này em bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Lô này chắc chỉ khoảng tầm nửa kg thôi. Và bên này em có một cái lô chuỗi ngọc nhá, chú anh chị nhá. Một cái lô chuỗi ngọc này đủ cho chú anh chị ghép một giò đẹp ạ. Lô chuỗi ngọc này em bán với giá là 70.000 cho lô chuỗi ngọc này. Và bên này đây thì em có một cái combo. Một cái combo 3 loại lan luôn ấy. Đây, hoàng thảo môi tua này. Rồi là nhất điểm hồng này. Hoàng thảo lụa vàng này. Đó. Mà giá trị là cái phần lụa vàng này này, có nhánh này đang nụ luôn. Cái combo này em xin phép được bán với giá là 80.000 cho combo này đấy ạ. Hạc vĩ nhá, cô chú anh chị, một cái lô hạc vĩ dài, đẹp, khô ráo cực đẹp luôn, 130.000 cho 1 kg hạc vĩ ạ. Và bên này đây là dòng đai châu. Đai châu thời điểm đây là hàng đai châu rừng cô chú anh chị nhá. Thời điểm bây giờ là đang bắt đầu là nhiều cây là đang bắt đầu là nhú nụ hết rồi cô chú anh chị này. Đây, như cây này nhỏ nhỏ như thế này thôi mà vẫn còn có nụ này. Đó. À, tất cả thì đều đang nhú nụ để chuẩn bị cho hoa Tết nhá. Nói chung là không đạt, nó cũng hiện tại thì nói là nhú nụ 100% thì nó cũng không có, có những cây thì có nhưng mà cũng có thể có lẫn một số cây là không có nụ của chúng chị nhá. Đó. Thì cái đai châu hàng rừng này này. Đai châu hàng rừng hàng đang nụ. Em xin phép được bán với giá là 550.000 cho 1 kg. Hàng này thì sẽ được rất là nhiều cây luôn. Hàng nụ mà cây bé bé vừa vừa rất là xinh. Em bán 550.000 cho 1 kg. Số cây chắc sẽ rơi vào khoảng tầm 8 cho đến 12 cây trên 1 kg đấy cô chú anh chị. Đó, 1 kg và rơi vào hơn 500.000 cô chú anh chị được rất là nhiều cây lan. Cô chú anh chị mình chơi hoa cũng như là làm giống cho Tết, cho năm tới này. Và bên này là em có cái dòng lan đây nhờ, Long Tu Đá, vừa về thân căng mướt luôn, rất là đẹp này, 120.000 cho 1 kg. Và bên này em có cái dòng lan Hải Yến ạ, Hải Yến 140.000 cho 1 kg. Và tiếp theo bên này là dòng lan Kim Điệp Xuân, hàng hiện tại đang bắt đầu là gần như xuống lá hết rồi, mua cực lợi cân luôn. Kim Điệp Xuân 140.000 cho 1 kg ạ. Bên này thì em có một cái combo chủ yếu là cây hài mốc hồng, có lẫn một cây hài ráp này. Một cây hài trần liên này, một hai cây hài trần liên này. Đó. Thì cái lô này này em bán với giá là 30.000 cho cái lô hài này. Và cái đây, Long Tô Đá thì em cũng sẽ bán theo phần, một phần như vậy rất nhiều luôn, 50.000 cho một phần nhá. Và hôm nay thì em vừa cập bến mới một cái lô hồ điệp. Dòng hàng hiện tại mỗi một cây là đang hai cái vải nụ rất là đẹp để có cho cô chú anh chị mình chơi hoa Tết này. Đó, hồ điệp nhá. Bên này thì em có những cái cây hồ điệp hai nụ và nụ khá là cao. Đây, hai nụ nụ khá là cao. Cô chú anh chị biết rằng là cái dòng hồ điệp ấy thì độ bền của nó là sẽ trên 2 tháng. Nên là với những cái nụ như thế này thoải mái cô chú anh chị mình chơi hoa Tết nhá. Đây. Và chậu bên này cũng là hai nụ. Nhưng mà nụ nó sẽ ngắn hơn một xíu và lá tròn vo cực kỳ là xinh luôn ạ. Đây ạ. Lá tròn vo rất là đẹp luôn. Và mỗi một cốc hồ điệp như vậy thì em bán đồng giá với giá là 65.000 cho một chậu hồ điệp hai ngồng hoa cô chú anh chị nhé. Hồ điệp hai ngồng hoa với giá 65.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ để với giá là 60.000 cho một chậu thôi. Và ở đây thì hai cái
Hai cái loại hồ điệp này này, có ngồng cao, cây ngồng cao và cây ngồng thấp như em đã giới thiệu ạ. Thì nó sẽ có hai màu sắc để cô chú anh chị mình lựa chọn đây nhá. Một cây má hồng và một cây má tím rất là xinh như thế này cô chú anh chị này. Đó, một cây hồ điệp má hồng và một cây hồ điệp má má hơi tím như vậy này. Đó. Và đồng giá em xin nhắc lại là đồng giá là 65.000 cho một chậu hồ điệp hai ngồng hoa. Hai ngồng hoa và lấy từ 5 chậu, em để giá chỉ còn có 50 à 60.000 cho một chậu. Chung là rất là tuyệt vời, rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Còn bên này là dòng lan hồ điệp mãn thiên hồng. Hồ điệp mãn thiên hồng là cái dòng lan hồ điệp với cái sắc hoa tím thắm rất là tuyệt vời, tím hồng thắm rất là tuyệt vời luôn. Mỗi một chậu hồ điệp mãn thiên hồng như vậy cũng sẽ có hai ngồng hoa để cô chú anh chị mình chơi hoa tiết Tết. Và dòng hồ điệp mãn thiên hồng này như cô chú anh chị biết là nó cực kỳ là bền hoa và cái sắc hoa thì vô cùng là quyến rũ luôn. Hồ điệp mãn thiên hồng một chậu hai ngồng hoa đẹp như thế này em bán với giá là 85.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ để với giá là 80.000 cho một chậu đó. Còn bên này là dòng lan hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Thì hàng này thì hàng này là gãy ngồng nụ cô chú anh chị này, lá cực đẹp luôn, gãy ngồng nụ. Một số cây thì còn có một ít nụ hoa để cô chú anh chị chơi nhưng đa số là gãy ngọng nụ. Nên em sẽ để giá với cái giá hàng giống đó là 50.000 cho một chậu hồ điệp lá biên, lá phát tài này. Còn bên này là những cái gốc giả hạc di linh xuân, thân siêu nụ đẹp luôn ạ. 80.000 cho một chậu giả hạc di linh xuân hay là phi điệp tím nở hoa với thời điểm Tết đấy ạ. Dòng hàng có hoa đẹp cũng như là rất là đặc biệt đó là thân cũng đẹp mà nở hoa vào đúng thời điểm Tết rất đáng sưu tầm. Có 80.000 cho một chậu hồ điệp. Và bên này sẽ là những cái chậu đai châu hàng Thái cô chú anh chị nhé. Với đai châu hàng Thái thì nó sẽ có rất là nhiều màu sắc để cô chú anh chị mình có thể thưởng thức sắc màu rực rỡ của dòng châu ạ. Đai châu Thái tất cả hiện tại thì đều đang nhú nụ nhé. 100% cây châu Thái hàng chậu nhựa này đều nhú nụ. Như cây này nhú đến 2 nụ luôn này. Cây từ 3 cặp lá trở lên và đang nhú nụ. Em bán mỗi một chậu châu Thái như vậy ạ. Với giá là 130.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ để với giá là một chậu, không, 130.000 cho một chậu nhá. Lấy từ 5 chậu em giảm được mỗi chậu là 5.000 thôi. Và ở đây thì em sẽ có 3 màu sắc để cô chú anh chị, 4 màu sắc để cô chú anh chị lựa chọn. Đó là màu bò sữa này, màu tím đốm này, màu hồng và màu cam nhá. Bò sữa, hồng, cam. Tất cả đều không lỗi lá và hàng đang nhú nụ hết rồi. Và bên này đây là em có cái lô thiên nga, hàng chuẩn thiên nga cô chú anh chị nhá. Hàng chuẩn thiên nga luôn đấy ạ. Ở đây thì em có hai màu sắc để cô chú anh chị mình lựa chọn đó là màu nâu đỏ và màu đen hay người ta còn gọi là thiên nga đen hay còn gọi là ngọc trai đen nhé cô chú anh chị. Đây là chậu thiên nga màu nâu đỏ này cô chú anh chị này, giả hành cực kỳ là khỏe luôn. Hiện tại một số cây là đang bắt đầu là bắn mầm gốc này và hàng đang bắt đầu xuống lá để sổ hoa nhá. Những cái chậu này thì đảm bảo cô chú anh chị về sẽ được chơi một mùa hoa trọn vẹn luôn. Cô chú anh chị cứ phải lấy những cái chậu mà nó chưa sổ hoa, chưa sổ nụ như thế này về chơi mới được, mới hoa được trọn vẹn đấy ạ. Đó. Em bán một chậu như vậy với giá là 180.000 cho một chậu. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Và bên này là dòng lan thiên nga đen hay còn có tên là ngọc trai đen. Một cái dòng lan tượng trưng cho vẻ đẹp huyền bí rất là tuyệt vời. Màu đen huyền bí tượng trưng cho vẻ đẹp bí ẩn rất là tuyệt vời. Hôm qua em thấy một một người bán like một cái chậu thiên nga đen có giá lên đến rất là cao luôn. Đó, một chậu thiên nga đen như thế này cao lắm cô chú anh chị ạ. Giá lên đến hơn 1 triệu luôn, không hiểu sao người ta bán được giá cao như vậy. Đấy, ở đây thì em sẽ bán chỉ bán với giá là 180.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 180.000 cho một chậu thôi. Và trước đây thì em cũng có những cái lô về hàng đang hoa rồi. Hàng đang hoa rồi nhưng mà nói chung là hàng hoa như vậy thì cô chú anh chị được nhìn hoa ngay lúc đó. Thế nhưng về cô chú anh chị lại không được ngắm hoa. Nên là hiện tại thì em sẽ chỉ lấy những cái hàng mà đang chuẩn bị hoa để cô chú anh chị được chơi hoa một cách trọn vẹn nhất ạ. Và dòng thiên nga đen này thì thân nó sẽ không to như là dòng thiên nga nâu cô chú anh chị nhé. Thiên nga nâu đỏ ạ, màu sắc cũng rất là quyến rũ đẹp nhé. Thì cả thiên nga đen và thiên nga nâu đỏ em đều bán đồng giá là 180.000 một chậu thôi này. Và bên này đây là những cái chậu lan vũ nữ vàng mặt trời.
Tất cả những cái chậu này hiện tại thì đều đang nhú nụ, và cô chú anh chị có thể cùng ngắm cho em cái mặt hoa rất là độc đáo của dòng lan vũ nữ vàng mặt trời này. Thì cái hàng này ấy, thì nhiều nhà vườn người ta trồng và người ta cắt cắt cành này, cắt cành hoa để mà người ta bán cô chú anh chị nhé. Cành hoa vươn rất là cao luôn, và một chậu thì tất cả hiện tại là đều đang nhú nụ. Dòng này thì sẽ cho hoa quanh năm chứ không phải là cho hoa một mùa. Và một chậu lan vũ nữ hồng mặt trời có hoa thơm đẹp một cách độc đáo như vậy, em bán với giá là 90.000 cho một chậu vũ nữ vàng mặt trời cô chú anh chị nhé. Hàng đang nụ rất là đẹp luôn. Và bên này đây sẽ là những cái chậu điện lan quân tử ạ. Một cái dòng lan mà mang ý nghĩa rất là tuyệt vời. Đó là không phải ý nghĩa mà nó mang một cái ý nghĩa thực tế rất là tuyệt vời. Đó là nó có thể giúp loại bỏ những cái khí độc hại trong trong gia đình cô chú anh chị nhé. Tức là cô chú anh chị để những cái chậu này để trong trong bàn ấy ạ, thì nó có thể giúp mình lọc sạch và loại bỏ những cái không khí độc, hay là loại bỏ những cái tia sóng điện thoại này, những tia sóng từ tivi, làm cho cái môi trường không khí là trong lành cô chú anh chị nhé. Nên là một cái dòng lan mà rất là đáng sưu tầm và trồng trong mỗi gia đình. Và một cái chậu lan quân tử như thế này, nó rất là nhiều cặp lá luôn. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 70.000 thôi ạ. 70.000 cho một chậu điện lan quân tử. Và nó còn mang một cái ý nghĩa rất là tuyệt vời nữa. Đó chính là tượng trưng cho tính quân tử của những cái người sở hữu cái dòng lan quân tử này. Cô chú anh chị có thể lên Google để biết về những cái ý nghĩa rất là tuyệt vời của dòng lan quân tử ạ. Có 70.000 cho một chậu điện lan quân tử rất là to luôn nhé. Tiếp theo bên này đây sẽ là những cái cốc trầm tím hàng rừng thuần trong chậu thân nù rất là xinh. Và một chậu trầm tím hàng rừng thuần này em xin phép bán với giá là 100.000 cho một chậu. Cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em để giá 95.000. Và bên này là cái lô giả hạc chớp Mỹ. Dòng giả hạc chớp Mỹ hàng hoa Tết tất cả đều đang nụ, đều tăm tắp luôn cô chú anh chị này. Một số cây thì nụ của nó đã bắt đầu bắn bám hết ra ngoài như thế này rồi. Một số cây thì đang bắt đầu là sưng những cái mắt nụ như thế này thôi. Đảm bảo cô chú anh chị một mùa hoa Tết thơm ngát, thơm ngát trong gia đình luôn. Đó, nụ đều tăm tắp luôn, giả hạc chớp Mỹ. Một cái dòng hàng mà có hoa cánh tím chớp rất là độc đáo, một cái kiểu dạng hoa cánh hoa đột biến, tím chớp đột biến rất là tuyệt vời cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt là những cái cây giả hạc chớp Mỹ này thì nó đều có hương rất là ngát, rất là thơm luôn ạ. Và hàng thì vô cùng là, đây cô chú anh chị nhìn những cái nụ của nó này. Đó, từ những cái mắt đốt ở dưới gốc như vậy mà nó vẫn còn bắn nụ. Đấy. Và một chậu giả hạc chớp Mỹ như vậy, hàng ươm ki chuẩn mặt hoa cho cô chú anh chị mình, em bán với giá là 280.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé. 280.000 cho một chậu. Hiện tại một số cây đang bắt đầu chuẩn bị lên mầm gốc này, và những cái mắt nụ của nó là cũng đang bắt đầu là lên rất là đều luôn cô chú anh chị ạ. Đó, 280.000 cho một chậu giả hạc chớp Mỹ. Chiều dài của nó từ 7-80cm trở lên cô chú anh chị nhé. Tiếp theo sang bên này là em có những cái chậu địa lan rất là đẹp luôn. Đó là những cái chậu địa lan, thứ nhất là dòng địa lan cọp hồng tửu nhân tình nhá. Hồng tửu nhân tình, những cái chậu địa lan có nụ rất là khỏe khoắn, và một chậu như vậy có ít nhất là 3 vòi nụ từ những cái mắt nụ này đó, đã thắm rất là tuyệt vời rồi. Và một chậu địa lan hồng tửu như vậy em bán với giá là 260.000 cho một chậu thôi. Đó. Nụ khỏe và thân cũng rất là khỏe khoắn. Nên là về cô chú anh chị đảm bảo chơi hoa xong rồi, mình có thể để nhân làm giống cho những năm sau nhá. Rồi tiếp theo sang bên này. Dòng địa lan cọp đỏ. Mỗi một chậu như vậy thì cũng có ít nhất là 3 ngồng hoa. Nụ cũng rất là khỏe khoắn luôn, cũng với giá là 260.000 cho một chậu thôi. Và độ bền của dòng địa lan hồng tửu nhân tình này cũng như là cái dòng địa lan cọp đỏ nhá, tất cả độ bền sẽ trên từ 2 tháng trở lên, để cô chú anh chị mình thoải mái mà ngắm những cái bông hoa rất là tuyệt vời của nó ạ. Và bên này đây sẽ là dòng lan giả hạc hồng ngọc ạ. Giả hạc hồng ngọc đây, hàng hiện tại cũng đang bắt đầu xuống lá và tất cả đều đang ươm đều là hàng ươm ki chuẩn mặt hoa. Và hàng này sẽ những nơi ấm áp sẽ sổ, cũng sẽ sổ hoa vào thời điểm Tết, và cô chú anh chị cùng ngắm cho em bông hoa giả hạc hồng ngọc với sắc tím đậm đà màu hồng ngọc rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Đó, và hoa cũng rất là thơm ạ. Em có chậu giả hạc hồng ngọc này, em gọi là chậu số 1 với giá 280.000. Giả hạc hồng ngọc số 2, ba thân rất là tuyệt luôn cô chú anh chị này, với giá là 280.000. Chậu số 3, chậu số 3 này với giá cũng 280.000 nhá. Và chậu số 4, chậu số 4 này có 4 thân rất là đẹp ạ, cũng 280.000 cho chậu số 4. Và chậu số 5,
Chậu số 5 này 3 thân dài đẹp luôn, một thân phải dài trên 1 mét ạ, thân căng khỏe rất là tuyệt vời. Em bán chậu này với giá 250.000. Chậu số 6 với giá cũng 280.000. Chậu này có 5 thân ngắn dài ạ. Và chậu tiếp theo là chậu số 7 ạ. Số 7 3 thân nhá. Cô chú anh chị này, 3 thân ạ. Hiện tại những cô chú anh chị nhìn thấy rất là nhiều lá vàng. Hàng này thì thân cực khỏe như thế này, căng mướt quá đẹp luôn ạ. Chuẩn bị xuống lá thì chờ hoa hết rồi, 250.000 cho chậu này thôi. Với số tiền có 250.000, cô chú anh chị có thể sở hữu một chậu giả hạc hồng ngọc mặt đông cực đẹp như vậy và rất là thơm nữa nhé. Hàng chuẩn ươm ki luôn cô chú anh chị này. Đó, nhìn những cái cây, nhìn những cái gốc mà những cái mắt đốt mà nhà vườn người ta để lại và cắt thân giả để ươm ki thì cô chú anh chị biết là người ta trân trọng cây này như thế nào rồi. Tiếp theo là hình số 8. Với giá 280.000 cho hình số 8 này. Có 4 thân ngắn dài. Và hình số 9 ạ, cũng là một chậu 3 thân nhá. 3 thân đây cô chú anh chị này, căng mướt mắt luôn. Rất là đẹp luôn. Chậu này em xin phép được bán với giá cũng 280.000. Và chậu này là chậu số 10. Chậu số 10 này 4 thân căng bóng khỏe cực cực kỳ luôn. Dạ. Chậu số 10 này có một cái thân nó bị gập gãy ở đây này cô chú anh chị này. Nhưng về cô chú anh chị có thể ươm ki hoặc là vẫn để ngắm hoa bình thường thôi. Chậu này thì em sẽ chỉ để lại với giá là 240.000 nhé. Và tiếp theo sang bên này đây là dòng hạc vĩ thiên cung lữ bố. Chuẩn thiên cung lữ bố nhé cô chú anh chị nhé. Chuẩn thiên cung lữ bố thì nó chỉ có hàng ươm ki thôi, chứ không có hàng cân nhé. Và mặt hoa của thiên cung lữ bố nó sẽ đậm đà như thế này đây ạ. Đó, rất là đậm như thế này đây nhá. Và hạc vĩ thiên cung lữ bố hình số 11 với giá là 180.000. Đó, cũng đang bắt đầu xuống hết lá để chuẩn bị chờ hoa. Cô chú anh chị nhìn thấy là những cây thiên cung lữ bố khi mà sổ hoa không còn một tí lá nào như vậy nhá. Nên là hiện tượng cây rụng lá thì cho hoa là hoàn toàn bình thường này. Tiếp theo là hình số 12 với giá cũng 180.000, cũng rất nhiều thân ạ. Đó, 180.000, hiện tại chưa có nụ chưa hoa thì cô chú anh chị nhìn thấy là nó không có được đẹp mắt, nhưng khi sổ hoa thì quá tuyệt vời với những thân như vậy. Tiếp theo là hình số 20, à, hình số 13. Chậu 13 này em bán với giá chỉ 160.000 thôi nhá. Và chậu số 14 cũng 160.000 ạ. Và chậu số 15 với giá 160.000, rất nhiều thân luôn. Bên này sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ nhá. Nói đến trầm rồng đỏ thì có lẽ là dòng hoa chơi Tết mà ít có loại lan nào có thể sánh bằng, ít có loại lan nào có thể sánh bằng. Bởi vì thứ nhất là cái màu sắc hoa đỏ thắm tuyệt vời của nó cùng cái mùi hương rất là ngát. Khi mà sổ vào những ngày Tết như vậy sẽ tạo cho cô chú anh chị một cảm giác thật sự ấm cúng. Một cái màu sắc đỏ làm cho cô chú anh chị thấy là nó rất là ấm cúng. Một năm mới tạo cảm giác rất là may mắn cho gia đình đúng không ạ? Và hơn nữa là cái dòng hàng này ươm ki và rất là dễ thuần, dễ chăm luôn. Tức là cô chú anh chị ngắm hoa xong rồi, mình có thể để chơi cho những năm sau, nhân ki, làm giống để phát triển kinh tế cho những năm sau. Em có chậu này hình 16, 3 thân rất là đẹp luôn. Với giá em bán là 600.000 ạ. À, chậu tiếp theo này, 4 thân quá là tuyệt vời, siêu to khổng lồ luôn, 4 thân này. Hiện tại băng bắt đầu là xuống lá, chuẩn bị nứt mắt nụ hết rồi đây cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị nào mà sở hữu cái chậu này thì đến Tết có một cái giò lan quá đỉnh để ngắm. Em bán 800.000 cho hình 17. Hình số 18, 2 thân. Một chậu 2 thân này em bán với giá là 420.000 thôi nhá. 420.000. Và chậu số 19. Chậu này cũng 2 thân ạ. Siêu nù rụt rịt, siêu đẹp luôn. Ngón tay cái của em nó không là cái gì luôn. Chậu này xin phép bán với giá là 440.000. Và chậu tiếp theo là chậu cũng là chậu 4 thân ạ. Chậu 4 thân 800.000 cho chậu này nhá. 800.000 một chậu 4 thân. Bắt đầu một số thân là rụng lá dần dần rồi. Và tiếp theo đây là một chậu quá to khổng lồ luôn. Trời ơi cái thân này siêu to luôn, chậu này cũng là chậu 2 thân là chậu 21. Chậu số 21 với giá 460.000, quá đỉnh quá đẹp, 460.000. Hình 22 một phần cáo lá xếp V rất là đẹp. Tổng tất cả là có 8 cây lớn nhỏ, 8 cây lớn nhỏ cô chú anh chị nhá. Hình này em xin phép bán với giá là 190.000. Và hình số 23 một phần cáo có tất cả là 10 cây. 10 cây cáo ở hình này em bán với giá là 170.000. Và hình tiếp theo, hình 24, 170.000, có một phần cáo 8 cây. 8 cây này đủ cho chú ý là một giò rất là to và đẹp luôn.
Tiếp theo hình số 25, 170.000, hình này có tất cả cũng 8 cây cô chú anh chị nhá. Hình 26 ạ. Một phần cáo cây to đẹp có tổng là 7 cây. 7 cây hình này. À, cô chú anh chị này, 7 cây rất là đẹp luôn. Hình này em bán 170.000. Và hình tiếp theo, hình số 27. Hình số 27 này có 16 cây. Em bán với giá 160.000 ạ. Và tiếp theo là hình 28. Có 13 cây nhá, 13 cây ở hình này. Em xin phép bán hình này với giá là 160.000 ạ. 160.000 cho hình này. Và bên này sẽ là dòng hài hương, một trong ít những cái loại lan hài mà có hương thơm. Hoa thì giống với cả hài hằng và cái sắc hương của nó cũng không kém gì hài hằng cô chú chị nhá. Một dòng hài hương hiện tại cũng đã rất là ít hàng luôn. Cái hình hài hương này này, hình 29. Nó có tổng tất cả là 7 cây lớn nhỏ luôn nhá. Em bán với giá là 160.000 ạ. Hình số 30, 6 cây, trong đó có những cây hài hương này, lá xếp rất là đẹp luôn. Không kém, không khác gì hài hàng luôn đúng không ạ? Rất là đẹp. Hình này em bán với giá là 180.000. Và tiếp theo là hình số 31. Có tất cả là 14 cây nhỡ, từ cây nhỡ đến cây giống. Khỏe khoắn đẹp như thế này, hình này em bán 200.000. Và hình số 32 có 17 cây. 17 cây cũng từ nhỡ, nói chung là nhỏ hơn bên này một tí. Hình này em cũng bán 200.000 ạ. 17 cây luôn cô chú anh chị nhá. Và tiếp theo là hài Vân Bắc, một trong những cái dòng lan hài cực kỳ là hiếm hiện nay. Cái hình này em có tất cả là 6 cây hài Vân Bắc rất là đẹp luôn. Đó, 6 cây này em bán 170.000 nhá, của chú anh chị nhá. Và hình số 34, em có 5 cây hài Vân Bắc rất là xinh ạ. 5 cây hài Vân Bắc rất xinh này em bán 200.000. Hình số 35, một lô hài này có cây nhỏ và cũng có những cây nhỡ nhỡ rất là xinh. Hình này có tất cả là 13 cây, em bán 200.000 Vân Bắc nhá. Và hình số 36, hình 36 này em có 3 cây Vân Bắc ạ. 3 cây Vân Bắc này em bán 120.000. Và hình số 37, đây cũng là 3 cây Vân Bắc rất là to, đẹp. 3 cây này em bán 140.000. Chú anh chị thấy là nhiều nơi người ta bán những cây Vân Bắc như thế này đã lên đến 70-80.000 rồi đúng không ạ? 3 cây này em sẽ để với giá chỉ 140.000 thôi nhá. Đủ của chú anh chị là một giò Vân Bắc sưu tầm rất đẹp. Tiếp theo hình 38, 120.000 cho 3 cây này. 2 cây nhỡ và 1 cây nhỏ hơn một tí, rất đẹp luôn. Tiếp theo là hình số 39 ạ. Hình 39 có 4, cũng là 3 cây. Cây này bản lá rất là tròn luôn. 3 cây Vân Bắc này 130.000. Và hình 40, 40 này em có 3 cây Vân Bắc rất là to. Đó. 3 cây Vân Bắc to này em bán với giá 201 nhá. 201 cho hình này, 3 cây Vân Bắc to ạ. Và hình số 42, hình này em có tất cả là bao nhiêu cây nhỉ? Cũng là 3 cây Vân Bắc ạ. Đây, 3 cây Vân Bắc này em bán với giá là 120.000. Và hình tiếp theo là hình số 42. Đây, cũng 3 cây Vân Bắc rất là xinh như thế này. Em bán hình này với giá là 120.000. Và ở bên này thì em có một cái lô, hai lô dáng hương đuôi, dáng hương tam bảo sắc em thanh lý. Mỗi một lô như vậy với giá là 40.000 cho một lô. Em còn có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này. Đó, Hùng Nguyễn này, Duy Xanh, Duy Đỏ này. Rồi là keo liền da Mỹ Tiến, keo liền da sẹo đen, rồi là B12, B1 Thái, siêu da dễ. Cái phân bón dạng túi lọc, rồi dây thít, dây buộc lan, vỏ thông phân dê, cái thuốc đặc trị thối nhũn, rất là nhiều luôn. Đó, rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Em có thêm vỏ thông phân dê, đồng giá 20.000 cho 1 kg, và rêu rừng là 50.000 cho 1 kg. Và vẫn có cái sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhé. Dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt ạ. Có rất nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời, tạo mùi hương, tạo cảm giác thư giãn, an thần cho người khi mà thưởng thức cái mùi hương của nó. 40.000 cho một lọ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị cái mặt hàng hôm nay mà bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở lan rừng nhà em ạ. Em xin phép dừng clip ở đây.